tại lễ khởi công xây dựng 6 khối nhà ở xã hội an sinh phường Chánh Mỹ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD trong việc xây dựng dự án nhà ở xã hội ở Bình Dương, trong bối cảnh Bình Dương đang thiếu rất nhiều nhà ở cho công nhân, người lao động thu nhập thấp và người lao động ngoại tỉnh. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương rất quan tâm và đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch phát triển nhà ở xã hội. Mục tiêu nhằm thực hiện chính sách xã hội hóa, việc xây dựng nhà ở để bán và cho thuê đối với người thu nhập thấp, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách, cho công nhân và người lao động thu nhập thấp. Bình Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các cơ quan của tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc Bộ đầu tư trên địa bàn. Bộ trưởng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa trong đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2030. Bộ Xây dựng sẽ cùng các địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thực hiện thành công mục tiêu của đề án. Dự án nhà ở xã hội an sinh do HUD làm chủ đầu tư trên diện tích 2,7 ha ở phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Dự án gồm 6 khối nhà cao 12 tầng với 978 căn hộ. Dự án có thiết kế hiện đại, hệ thống sân vườn, bể bơi, bãi đỗ xe, khu sân chơi đi kèm với các dịch vụ và tiện ích công cộng đồng bộ.